Xin chào. Chào ạ. Anh tự giới thiệu được không ạ? Mình tên là Trần Thanh Tâm, mình năm nay 40 tuổi. Dạ, công việc của mình là gì anh? Mình là làm thiết kế in ấn bao bì. Như mấy cái này là mình làm nè. À, thiết kế logo rồi luôn á hả? Anh có làm mấy thiết kế định dạng thương hiệu không? Có luôn à? Thì logo là nói chung như vậy á. Ờ, bữa nào làm giùm em cái hả? Làm lấy tiền chứ giùm gì anh? Thì mình nói giùm mình nói ấy thôi. Không mà cái đó làm miễn mà phí rồi. Mà làm nhiều chưa? Làm nhiều, mình làm được coi từ 2004 đến giờ rồi. Wow. Ý là mình làm cho những cái logo nào mà nó nổi tiếng chưa? À, không biết, nó nổi tiếng không, có nhiều người ở nước ngoài họ về họ đặt làm. Chà, nói chuyện thấy ghét, không biết nước ngoài đặt làm mà. Em thấy anh này có nhiều điểm chung giống chồng em. Thứ nhất là cái bộ râu nè, để ri trên rồi râu dưới không. Rồi thích đeo dây, chồng em là ở nhà ổng đeo một chục cái dây giống vậy. Dây trầm, dây ơ, đồ thích dữ lắm. Hôm bữa mình coi cái chương trình mà anh ngồi xin lỗi vợ á. Cái anh xin lỗi tình yêu của anh, cứ mình đăng cái đó lên. Cái vợ mình nói với anh làm gì lỗi với em hả? Rồi giờ vợ chồng anh ổn anh hả? Không, vẫn bình thường. Nói chung là bé có duyên lắm anh. Mà bữa là có lỗi không? Không có, tại mình đăng nhưng mà mình lỡ mình để cái tattoo là xin lỗi các tình yêu. Xin lỗi các tình yêu. Thế là lúc đó là vợ mình nói, ủa anh còn xin lỗi ai nữa ngoài em? Xin lỗi các tình yêu. Hôm nay vợ có đi không? Không có. Không vợ có hả? Coi con. Mình đến đây với ai? Mình đến với 4 đứa con. Còn 2 đứa ở nhà. Còn 2 đứa ở nhà. Ủa, gia đình mình cũng ít nên hả? Là 6 đứa. Mình có 6 đứa con. Trời ơi. Wow. Trời ơi, ngưỡng mộ quá vậy. Cái này là do mình thích hay là kiếm giới tính không ra là mình để liên tục? Đâu, mình đủ cha đủ gái mà. Thích đông con? Cũng không thích đông con, chuyện ngoài ý muốn lắm. Không, có con là do mình muốn anh chứ sao. Không, không đúng là mình muốn, nhưng mà mình ngoài ý muốn, mình ngoài 3 đứa thôi anh, cái này anh tới 6 đứa là... Cái đó là câu chuyện nó dài nữa. À, câu chuyện dài nữa. Dài nữa. Bây giờ cứ mỗi lần á là mình cãi lộn với vợ là mình làm lành. À, làm lành cái nó lại vợ chồng cãi lộn lú bu quá hả? Đó, tức là mình cãi 6 lần nó ra 6 đứa. Cho nên bây giờ cuối cùng là ở nhà mình không dám cãi nhau với vợ nữa. Là vợ lúc nào cũng đúng hết. Chứ mình cãi nữa mất công nó ra nữa. Ra nữa. Là tính ra đây là chiêu hay của chị. Vậy tính ra là bị già cái lỗ có 2 lần. Thật ra là hòa thuận có 2 lần thôi. Cũng có lý ha. Còn lại là cãi lộn không. Cho nên là ít con. Thế thì ai là người xuất hiện trên sân khấu? Bạn mình. Xin bạn. Các em là giới thiệu đi nào, em tên gì? Dạ, em tên là Lê Thanh Tùng ạ, em vẫn còn là sinh viên ạ. Em tên là Lê Hữu, em là sinh viên năm 3 của Đại học Kiến trúc. Em là Hoàng Anh Tú, em cũng là sinh viên của ngành kiến trúc luôn, sinh viên năm 3 ạ. À, chắc là dạng như là em muốn truyền nghề rồi, dạng vậy hả? Đúng rồi. Đó, nhìn là biết rồi, chắc là team của ổng. Cái team của ổng đi ký hợp đồng về chứ, đi mấy đứa nhỏ làm nè, chứ ổng ở không lãnh tiền mà. Rồi, mời các bạn lên xe. Ok ok. Biết cái nào ga, cái nào thắng ha. Anh hãy chọn một trong hai nghệ sĩ để hỗ trợ cho anh. Nhưng mình cho anh biết câu hỏi chứ được không? Dạ, lên lấy tiền luôn. Mình mà mượn chị xíu anh nha. Ok ok. Mượn okay. Chị xíu. Rồi, mượn chị thì ngồi bên chị nè. Dạ, em chào anh. Em cũng thích vẽ. Thích vẽ artist hay là thích sao? Dạ, em thích vẽ hình chồng em. Ý mình hỏi thích trường phái nào ạ? Dạ, trường phái biếm quạ. Bây giờ sẽ nói chuyện với các bạn trong xe hơi. Chúng ta sẽ nói chuyện thoải mái một cách tự do trong đây. Khi nào em sẽ yêu cầu nói chuyện trực tiếp với anh thì mình nói chuyện với anh Tâm thôi. Dạ. Cảm ơn các bạn. Lên kiếm. Anh Tâm thân mến, anh đã sẵn sàng đến với chương trình chưa? Dạ rồi. Thưa quý vị, câu hỏi duy nhất dành cho anh Tâm. Bắt đầu. Trong các xã sau, xã nào không có thật tại Việt Nam theo Tổng cục Thống kê? Trời ơi, ở trong thành phố còn hơi rối ren, bây giờ tới xã luôn. Phạm vi rộng vậy. Chúng ta bắt đầu. Xã Cù Lần. Có. Xã Xà Bang. Có. Xã Tóc Tiên. Có. Xã Nam Cao. Hơi. Xã Quốc Dân. Xã Thể Dục. Xã Suối Trai. Và xã Suối Mơ. Xíu mơ có nè. 3 phút bắt đầu. Xíu mơ có, xíu chài có. Thể dục Quốc Dân là thấy hơi bậy bậy rồi đó.
xã Cù Lần có phải không? Xã Xà Bang hình như có. Xã Xà Bang là xã của một nữ nghệ sĩ được mệnh danh là kiều nữ làng hài, đó là Nam Thư ở xã Xà Bang. Xã Cù Lần đúng nè. Xã Cù Lần có, Xà Bang có, Tóc Tiên có, Nam Cao. Nam Cao, Nam Cao hình như chưa nghe. Nghe giống như tên nhà văn, nhà thơ. Đúng rồi, nhà văn Nam Cao. Xã Thể Dục là gì? Thời đó chưa nghe luôn á. Chưa nghe. Mà không chừng có đó. Không, chắc không có đâu. Tóc Tiên. Có xã Tóc Tiên em biết. Tóc Tiên chắc có, Tóc Tiên chắc có. Cũng đường về bây giờ, ở bây đâu. Bây giờ cái Nam Cao, xã Nam Cao này cho nó là tạm lấn cấn cho nó. Xã Thể Dục với là bây xã giờ. Suối Trai. Đúng rồi, bây giờ mình giải quyết cái chỗ xã Quốc Dân, xã Thể Dục nè. Xã Suối Trai là sao ta? Có nghĩa là ở xã đó có cái suối toàn là trai. Đó. Nên gọi là xã Suối Trai. Kế bên xã Suối Trai là xã Suối Mơ. À. Mà cỡ mấy bà cỡ em suốt ngày được mơ. Đừng có làm xã Suối Bậy là được rồi. Nãy là mình cái gì? Gần Cù Lần đó. Cù Lần Nam Cao Thể Dục. Gần lên lấy cái xe nào. Cù Lần Nam Cao Thể Dục. Ừ. Bây giờ chỉ còn cái Quốc Dân với cái Thể Dục. Thể Dục là thấy không có rồi nè. Nhưng mà cũng có thể là gài. Biết đâu được, có sao. Là đọc lại coi. Cù Lần, Cù Lần, Nam Cao, Nam Cao, Quốc Thể Dục, Thể Dục, Quốc Dân, Dân. Với lại Suối Mơ. Suối Mơ. Bốn rồi đó. Mà sao có xã Quốc Dân này nghe nó ấy quá. Xã Nam Cao không chừng cũng có. Là cái xã ngay cái chỗ mà cái bác này ở luôn. Người ta thần tượng bác quá, người ta đặt tên bác là tên xã. Nam Cao tên thật là Trần Hữu Tri, là một trong những nhà văn tiêu biểu nhất của thế kỷ 20, với nhiều tác phẩm như Chí Vèo, Lão Hạt, Đời Thừa Sống Mòn. Có thể. Cũng có thể. Xã Cù Lần có, Xà Bang có, Tóc Tiên có. Xã Cù Lần là như Đà Lạt đúng không nè. Đây là trong cái xã đâu, xã nào không có thật. Còn xã Cù Lần thì mình chưa biết. Thể Dục là thấy là mông lung rồi đó. Cù Lần không bữa đâu nghe qua rồi. Có vậy là chưa hả? chưa 1468 1468 Bây giờ là lựa chọn lần đầu tiên của anh Tâm, xin mời. Hai thằng này nè. Thằng này thôi. Chỉ hai. Làng Cù Lần thì em đã nghe qua nhưng không mà còn thời gian để bàn nữa. Hết giờ. Chúng ta còn một lựa chọn lần hai nữa không sao. Bây giờ là lúc Lâm Vĩ Dạ chọn, xin mời. Chắc chắn là lát nữa anh sẽ thay đổi sau khi nghe bạn ở trong xe hỗ trợ đúng không? Lâm Vĩ Dạ chọn là xã Nam Cao, xã Quốc Dân và xã Thể Dục. Như vậy là thêm cái nữa. Thêm cái nữa là xã Suối Mơ. Xin cảm ơn. Chúng ta đến với những góp ý từ những em út của anh Tâm. Sao, tình hình sao? Dạ, ổn anh. Ổn anh. Cù Lần, Cù Lần, Cù Lần, Quốc Dân, xã Quốc Dân, Thể Dục, xã Thể Dục, Suối Mơ. Xã Suối Mơ là cái đó là tụi em là chốt với nhau. Chắc. Còn là đang phân vân là Nam xã Cao. Nam Cao. Mà sao em chắc chắn vậy? Dạ? Em cũng đoán thôi. Mấy cái này nó từng có từng nghe rồi. Tại thể tên nó lạ em. Thể tên nó lạ em. Nghĩ có huyện Cù Lần. Thấy tên lạ. Tóm lại huyện Cù Lần lại. Chốt lại. Chốt lại là xã Cù Lần này, xã Quốc Dân, xã Thể Dục, xã Suối Mơ. Hết giờ, cảm ơn các bạn. Nghĩa là ý kiến của em anh á là gần giống như ý kiến của em, nhưng mà chỉ thêm cái xã Cù Lần thôi. Và bây giờ là sự lựa chọn của Tâm, xin mời. Năm, bốn, ba, hai, một. Như vậy là đã có đáp án. Nam Cao không biết có không ta? Đi thi lấy chắc xa về mà không lấy được về buồn lắm nha. Kết quả của chương trình là trong các xã sau, xã nào không có thật tại Việt Nam theo Tổng cục Thống kê. Các bạn trong xe thì nói là có huyện Cù Lần chứ không có xã Cù Lần. Thế thì huyện Cù Lần nằm đâu ta? Lần đầu tiên nghe huyện Cù Lần luôn. Cù Lần nằm Đà Lạt. Thì hồi nãy em nói làng thì em nghe rồi. Đà Lạt là làng Cù Lần, một cái địa điểm Cù Lần thôi. Nó cũng đúng rồi. Cù Lần. Thì cái làng Cù Lần nó có khả năng là xã Cù Lần. Cái này không biết á. Bây giờ Cù Lần nè, Cù Lần là làng, là làng. Không, làng Cù Lần đó là một cái địa danh thôi. Chúng ta nghe coi làng Cù Lần ở Đà Lạt là một địa điểm du lịch. Xã Cù Lần. Chính xác. Xã Cù Lần không có thật tại Việt Nam. Xà Bang các bạn không chọn vì tin nó có thật. Chính xác.
Trời ơi. Trời. Thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Còn tóc tiên. Tóc tiên có, tóc tiên có, tóc tiên chắc ăn có. Tóc tiên chắc ăn có. Chỉ nghi cái năm cao phải không? Suối mơ. Các bạn nghĩ rằng không có thật. Là vì vậy. Tại sao nghĩ không có thật? Em cái này em 50-50 à. Cái địa điểm suối mơ em biết. Suối mơ nghe quen quen á, nhưng mà không biết có phải là xã không. Và xã suối mơ không có, chính xác. Yeah. Có ăn hên. Em sợ cái suối chai này luôn. Thiệt. Xã tóc tiên các bạn không chọn vì tin là có thật. Có phải không? Có. Còn nè. Ai đi hồ tràm mà đi đường bên trong sẽ đi ngang cái đường tóc tiên. Đường rất là đẹp. Có đường tóc tiên là có xã tóc tiên. Và nó thuộc xã tóc tiên, các bạn chính xác. Chúng ta hiện tại đã trúng được 4 đáp án. Suối trai các bạn không chọn vì tin nó có thật. Nó thuộc huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, chính xác. 2, 4. Thể dục với quốc dân là đúng rồi. Rồi đó. Xã Nam Cao. Đường Nam Cao thì còn có thể, nhưng mà lấy tên nhà văn Nam Cao đặt cho một xã là khó. Xã Nam Cao anh Đạt biết ở đâu không? Không. Chỉ biết nhà văn Nam Cao thôi. Các bạn chính xác. Wow. 2, 4, 6 1 câu thôi. Một câu nữa lấy 5 triệu, 2 câu nữa lấy xe. Lấy xe chứ lấy 5 triệu cái gì nữa. Em sợ xã quốc dân có thiệt. Xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng và huyện Kiên Sương, tỉnh Thái Bình. Xã quốc dân và xã thể dục. Chúng ta chỉ cần đúng một đáp án nữa thôi thì mang về 5 triệu đồng. Lúc đó chúng ta sẽ lựa xe, chọn ngẫu nhiên để trúng màu đỏ hoặc màu trắng. Hãy là người đầu tiên mang xe về nhà. Xã quốc dân các bạn chọn vì nghĩ cái tên nghe nó kỳ kỳ là lạ và nó không có thật. Thưa quý vị, Việt Nam của chúng ta 64 tỉnh thành, biết bao nhiêu là xã, biết bao nhiêu là xã, biết bao nhiêu là thôn, biết bao nhiêu là làng xóm, chúng ta làm sao đi hết được. Xã quốc dân là một lựa chọn không chính xác. Wow. Xã quốc dân thuộc huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. Và xã thể dục thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Không chính xác. Wow. Cảm ghê á. Rất tiếc. Hai cái là mình nghĩ rằng là không có thật nhất thì lại là có thật. Rất tiếc, chúng ta ra về với niềm vui, ra về với những nụ cười, chứ không mang xe về nhà được. Cảm ơn các bạn đến với chương trình. Cảm ơn chị. Khổ quá. Việt Nam mình rộng lớn lắm, nhiều xã lắm, sao mình biết hết được đúng không? Dạ vâng. Khó khăn lắm mới biết hết được. Mình đến với chương trình vui là chính. Nghĩa là anh em gặp nhau là em sẽ là khách hàng của anh, đúng không? Okay. Đó, mình không có mối này nhưng mà mình có mối này. Cảm ơn mọi người đến với chương trình. Chúc quý vị thân mến, bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ người chơi tiếp theo.